Kiểu này của ta. Tao thèm kiểu quá đi. Nhầm. Ôi cái nó biết di chuyển các bạn ơi. Chặn lỡ rồi. Sao chị su khóc vậy? Sao con không cho chị hai ăn? Nó hai chị em mình là phải nhường nhau nha. Mình là chị em là mình phải nhường đồ ăn với nhau, không được giành nha không? Biết không? Con nhường cho chị đi, cho chị ăn với. Chị hai rồi. Em ăn một miếng, chị ăn một miếng nha. Mình không được giành lộn đâu. Ngon không? Ngon không? Ngon tuyệt. Ngon tuyệt mà ăn dơ gì mà. Dơ gì mà. Ngon tuyệt. Ăn dơ là mặn mất đi. Hai chị em biết yêu thương nhau. Bây giờ mẹ sẽ cho đồ chơi nha. Đây. Cho hai chị em nha. Cái này gì ạ? Nhiều không anh? Kẹo này là của ta. Ta thèm kẹo quá đi. Nhầm. Không trả đâu, ngươi làm gì được ta? Ta không sợ nhà ngươi, ngươi làm gì được ta? Xem ta này. Quỳnh Anh thấy màu nào? Anh thấy màu nào? Màu chanh. Cục này bị ra dính gì nè. Lỡ như
các bạn ơi. Ôi trời mình xin xúc là mình ăn ăn chảo không? Mình ăn một xanh lá cây. Ăn cá. Mình chăm giác cả cắt cha, cắt cả ăn cho mình. Nào. Các bạn ơi. Các bạn màu vàng nè. Quỳnh Anh, bông bóng màu gì vậy con? Màu xanh. Đúng rồi, màu xanh, quá giỏi luôn. Đâu, cục cà màu xanh đâu, Quỳnh Anh lụm cục cà màu xanh coi. Màu xanh dương cho Quỳnh Anh. Màu cam mình sẽ ăn. Màu vàng. Ủa cái núm nó biết di chuyển rồi bạn ơi. Gặn lỡ rồi. Bắn nó nhắm nghe lên. Qua trái rồi. Nó qua trái rồi. Qua phải. Qua trái. Nhắm nhắm. Hôm nay vẫn xu thu phục được chiến thắng được con rồng với con khủng long nha.